Quyết định lại đi, thích đẹp trai hay thích dễ thương? Em thích đẹp trai ạ, thích đẹp trai ạ. Hôm nay cũng đẹp trai à? Nhưng mà em cũng thích đeo trang sức với lại thay đổi trang sức khác nhau mọi khi đi đây khỏi lo. Trời ơi, đeo đúng bài. Từ chân tới cổ luôn. Thì em cũng rất là thích được ăn ngon và thưởng thức những cái món ăn khác nhau. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Đây, mời đem trai. Nhà gái giới thiệu trước nha. Xin chào tất cả mọi người đang cùng tham gia chương trình. Xin chào chị Ngọc Lan và xin chào chú Huyền Linh. Thì mình tên là Đào Thanh Việt Phương và hiện tại thì mình 25 tuổi và đang là một MC tự do. MC cho nên là cách giới thiệu rất là chuyên nghiệp. Mời nhà trai. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan và quý vị khán giả. Em tên là Hồ Đình Huấn, năm nay em 27 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh, chuyên bán về nguyên liệu và gia công cho ngành kim hoàn. Là thợ bạc đó ha? Dạ, thợ bạc. Bên đây thợ bạc à nha. Điểm mạnh điểm yếu là gì à, MC xinh đẹp bên kia? Dạ, nếu như nói về điểm mạnh của bản thân em thì em nghĩ em là một người kiên trì và nỗ lực cho những việc mà mình làm, đồng thời cũng rất là tỉ mỉ và ra được những cái kế hoạch khác nhau trong lúc mà mình làm. Còn về điểm yếu thì bản thân em đôi khi hơi cảm xúc trong việc đưa ra quyết định và hơi chần chừ với những cái điều gì đó mới mà mình mới bắt đầu. Người làm nghệ thuật thì trong công việc đôi khi hay bị cảm xúc nó lấn át lắm, nhưng mà không sao, cảm xúc thì thăng hoa thôi. Còn bạn bên kia? Ưu điểm mạnh của em là hiền lành, hoạt bát, vui vẻ. Em rất là nhiệt tình, thường là mọi người nhờ cái việc gì em cũng hỗ trợ hết mình. Em cũng không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Thì tửu lượng em rất là yếu. Em uống một cái ly rượu nhỏ thôi là đã muốn xỉn rồi. Em có mấy mối tình rồi? Thật ra là em chưa có mối tình nào cả. Chưa có? Yêu đơn phương thôi. Lúc đó yêu đơn phương đó là từ năm cấp 2 em yêu cho tới năm cấp 3 luôn. Yêu vậy đó, không nói gì luôn. À, không, cũng có tỏ tình mấy lần rồi nhưng mà bạn đó không chấp nhận. Lý do gì bạn không chấp nhận, có hỏi không? Có hỏi thì bạn cũng không có trả lời. Ủa vậy tính ra bé này nó rất là quyết liệt trong tình cảm nha mọi người. Người ta từ chối mấy lần rồi nhưng mà bạn ấy vẫn yêu, vẫn đặt cái niềm tin. Chào em. Vậy mới bản lĩnh đàn ông chứ. Rất là quyết liệt trong tình yêu đó. Nhưng mà đến cuối cùng sao mà mình bỏ cuộc vậy? Cuối cùng thì bạn đó quen được bạn trai khác rồi. Đó em cũng bỏ cuộc luôn. Không quen là dám cũng tỏ tình tiếp á. Đúng rồi. Dễ thương quá. Một cậu bé dễ thương thế này ha, có duyên thế này mà không thương không yêu thiệt đúng rồi. Nó nghe nè, bữa nào làm cho chị Lan một cái chiếc nhẫn giống y chang vậy đi. Nhẫn này của chị Lan là nhẫn giả đó em. Bây giờ chị muốn làm cái nhẫn thiệt. Bây giờ mình nhìn mẫu này cái mình làm được không? Được chị. Mẫu này lên máy tính làm được hết chị. À vậy đó. Là máy tính nó sẽ kỹ, nó sẽ sắc sảo hơn so với làm chú tay. Bữa nào chú có cái vòng tay á. Dạ. Cái giống làm chú vòng tay giống vậy nha, chú vòng bự bự chút xíu ha. Chú muốn màu nào? Lắc luôn nha. Dạ. Làm sẵn cái nhẫn cái viết lắc luôn ha. Chú muốn màu nào? Màu vàng đó. Màu vàng phong thủy hả? Phong thủy rồi có đính kim cương rồi lên đó ha. Mới làm cho chú vòng luôn nha. Nếu mà làm cái nhẫn là phải làm cái vòng luôn. Thanh toán là Ngọc Lan thanh toán hết. Ơ chú cứ dừng phải là chú kỳ luôn. Được không? Được. Ai thanh toán cũng được, miễn miễn có thanh toán được rồi. Có thanh toán là mừng lắm rồi. Dễ thương quá à. Được rồi. Thấy nhà trai dễ thương chưa? Tôi lo tôi qua nói chuyện tôi bỏ nhà gái tôi. Nghe vàng vòng cái chạy qua đây liền à. Mình có mấy mối tình rồi mình nói cho bên kia người ta sợ nè. Nếu như nhắc về mối tình mà em có thì chắc là em xin đọc một vài câu thơ của Nguyễn Thiên Ngân đi. Ừ. Có người mà mình yêu nhưng mà không gần được, có người yêu mình nhưng mà không được. Tính tới thời điểm hiện tại thì em cũng chưa trải qua mối tình chính thức nè. Ừ, có những người mình thích nhưng mà họ lại không có biết cái điều đó. Nhưng mà có những người họ thích mình nhưng mà mình lại không có hợp, cũng ngang trái lắm. Đúng rồi. Người ta như... kêu là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo á. Nhà gái đó chưa có mối tình nào, bên đây cũng chưa mối tình nào. Đây là một cặp gọi là tiên đồng ngọc nữ đó. Nhau. Còn riêng hết. Cho cái tiêu chí tìm người yêu đi. Tiêu chí của em về một bạn nam đó là bạn sẽ điển trai, có thể đeo mắt kính, cao hơn em. Và giọng nói của bạn ấm áp và truyền cảm. Và nếu như bạn biết nấu ăn thì nó sẽ là một lợi thế. Tại vì em cũng rất là thích được ăn ngon và thưởng thức những cái món ăn khác nhau. Bên đây gần như có hết á. Mình đó có nấu ăn được không? Nấu ăn được nhưng chưa chắc ăn được. Em thì nấu ăn không được nhưng mà việc nhà em làm được hết. Ở nhà thường phụ mẹ dọn dẹp, quét nhà, lau nhà hoặc là rửa chén em làm được. Chưa vậy giỏi rồi. Cái mẫu hình lý tưởng có thích một người nào đó không? Giống giống người nào đó không? Giống giống ta. Theo em nghĩ thì sẽ là một diễn viên Trung Quốc là Lưu Học Nghĩa. Biết luôn hả? Đẹp trai, đẹp trai. Bên đây người ta dễ thương lắm đó. Bây giờ quyết định là đi thích đẹp trai hay thích dễ thương? Em thích đẹp trai ạ, thích đẹp trai ạ. Hôm nay cũng đẹp trai à? Nhưng mà em cũng thích đeo trang sức với lại thay đổi trang sức khác nhau mọi khi đi. Khỏi lo. Trời ơi, đeo đúng bài. Từ chân tới cổ luôn. Rồi giờ tới nhà trai nè, tiêu chí thì sao nè? Tiêu chí của em thì là em cũng không thích một bạn nữ quá đẹp. Vậy là chắc em không thích chị đâu đúng không?
thường mấy bạn đẹp em giới không tới. Mình đừng, em đừng có vậy, chỉ sợ ta cá tính quá mình khổ thôi. Cá tính quá thì nó khó khăn trong cái sự hòa hợp thôi. Quan trọng là phù hợp với nhau thôi. Rồi gì nữa, lo vụ đẹp. Ngoài ra em cũng thích mấy bạn gái tóc ngắn ngang vai á, thường em đi ngoài đường mà nhìn mấy bạn mà tóc ngắn là em để ý hoài. Đây Ngọc Lan của người là gì chứ, công nhận Ngọc Lan xinh đẹp dễ thương, dễ thương lắm chứ bộ. Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ mình hỏi người thân đi, mở rào cho hai. Đúng gặp rồi mặt. Em đi với ai? Dạ, ngày hôm nay thì em có đi với một chị đồng nghiệp. Em chào tất cả mọi người. Em chào chú Huyền Linh, chào chị Lan, chào anh. Theo cái quan sát nhìn ở phía bên đây thì cười vui lắm. Cả ngày cười chắc cũng được ha anh ha? Đúng. Lúc đi học cô lúc nào cũng khen cười tươi, bị cô phạt bắt đứng lên cũng cười. Phương là một cô gái rất là dễ thương. Nhưng mà Phương ở bên trong của Phương á, lại là một người rất là cá tính. Tức là bạn sẽ rất là thích thử thách, thích trải nghiệm những cái thể loại mới. Thì mình có thấy sợ hãi hay là thấy ngại không? Lúc đầu chắc cũng sẽ ngại đó, nhưng mà nếu mà vượt qua được thì mình nghĩ là sẽ chinh phục được đó. Về sẽ thử thách thôi đó, yên tâm. Cảm ơn em gái nhiều. Còn Huấn đi với ai? Dạ, hiện tại thì em đi với ba, nhưng mà ba em không có bận công việc, không có tới kịp chương trình. Không sao, có chú Quyền Linh. Mở rào. Mình có một món quà tặng bạn không? Mình cũng có chuẩn bị một món quà, nhưng mà món quà này có lẽ là sau cái phần trò chuyện thì mình mới gửi đến cho bạn. Tại vì nó sẽ có cái ý nghĩa của nó, cho nên là mình đợi thêm một xíu thời gian. Quà này là cái gì nè, chúng ta mở ra cho khán giả biết nè. Quà này là một cái tách sứ thôi, một cái quà nhỏ rồi hy vọng là bạn sẽ thích nó. Thí dụ mà mình có quen nhau, có hẹn hò với nhau á, thì mình sẽ còn nhiều quà hơn ở phía sau nữa. Cho nên là cái quà này chỉ là quà ra mắt trước mắt thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Lần hẹn thứ hai là phải khắc tên bạn trong một cái chiếc lắc hay gì đó ha. Dạ. Trong cái chiếc nhẫn hay gì đó. Hai bạn về vị trí ngồi đi. Bạn chia sẻ trước đi, khi mà bạn thấy được Phương thì bạn cảm thấy như thế nào? Mình thấy là bạn cười tươi nè, có cái răng khểnh. Mình bạn gái có răng khểnh lắm. Cảm ơn bạn. Còn thật ra thì đối với Phương thì Phương mới thấy bạn, thì Phương cảm thấy bạn cũng là một người rất là dễ thương, giống như chú Huyền Linh nói. Và bạn cũng có tặng một cái món quà cũng rất là ý nghĩa trong buổi ngày hôm nay, cho nên là Phương cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Cái anh em đi cho nó tình cảm đi. Dạ. Mới đầu còn hơi ngại xíu. Dạ anh em luôn đi, vô anh em luôn nha. Dạ. Bây giờ bạn đã sẵn sàng cho ta, tại vì Phương có chuẩn bị khoảng 100 câu hỏi để hỏi mình á. Thì bạn cứ hỏi đi. Nhưng mà thật ra là nói vui thôi, mình chỉ chuẩn bị vài câu thôi. Nếu như được lựa chọn 3 con vật yêu thích đi thì bạn sẽ yêu thích con vật gì? Mình thích nuôi chó với nuôi mèo. À, nuôi chó với nuôi mèo. Vậy thì hiện tại ở nhà bạn có nuôi con chó hay là một con mèo? Không, nhà mình thì tại vì có em bé đó, cho nên người thân cũng không muốn nuôi chó mèo, sợ bụi lông thú nó bay vô em bé thôi. Phương thì Phương cũng rất là thích nuôi chó. Trước đó thì Phương cũng đã có 3 con chó rồi, cho nên là có thể sau này chúng ta có thể cùng nhau nuôi chung một con chó thì cũng được. Rồi hai đứa nuôi 3 con, về lo cho chó mèo còn mệt. Rồi hơi đâu thời gian đâu lo cho nhau nữa. Mỗi lần đi chơi gom mấy đứa nhỏ theo luôn. Sẵn tiện dắt chó mèo đi dạo đi chơi luôn chung luôn chú. Hồi xưa thì mình cũng thích chó mèo lắm, nhưng mà ba mẹ lại không cho, sợ phải dọn dẹp này nọ rồi nuôi chăm sóc thì hơi cực. Ôi gặp nhau ta nói chuyện chó mèo không vậy? Vô chuyện tình yêu đi. Mấy đứa đang hẹn hò đó chứ không phải là chương trình là em yêu động vật. Ta có 2 phút mà vô nói chó mèo không à? Câu tiếp theo thì anh hỏi em đi ha. Nãy em nói là em cần một người biết nấu ăn, vậy là em có biết nấu ăn không? Nếu như nói về nấu ăn thì em có thể nấu ăn được. Và cái người mà muốn thử cái món ăn của em cũng là một cái người sẽ rất là chịu chơi á. Tại vì em sẽ sáng tạo từ một cái món ban đầu, nó sẽ ra n cái món khác nhau tùy nguyên liệu có được. Nói chung là ai mà đam mê mạo hiểm á là quen con này là hợp lắm. Con này là hay cho những rất là nhiều thử thách. Anh muốn mạo hiểm thì chuẩn bị thuốc sẵn đi. Ừ, đó. Test nhiều lần rồi cho nên là vẫn đảm bảo an toàn, cho nên là không sao đâu anh. Rồi giờ hai đứa là hẹn hò nhau sao nè, lần đầu tiên hẹn hò thì hẹn hò ở đâu, có tính chưa? Nếu như được hẹn hò lần đầu tiên thì anh nghĩ là sẽ hẹn ở đâu thì sẽ được. Thật ra thì tình trường của anh nó cũng không có nhiều lắm, cho nên chắc cũng hẹn hò cũng là đi ăn ngoài đường ngoài phố thôi. Sau đó có thể đi ra phố đi bộ, đi dạo vòng vòng ngắm cảnh này nọ. Hiện tại là anh đang ở đâu ta? Hiện tại anh đang ở quận Tân Phú. Có một cái nơi nào anh cảm thấy thú vị ở cái quận Tân Phú của anh không? Cũng không có gì nhiều hết, chỉ có một cái Iron Mall là hàng Iron Mall và cái phố ăn thôi. Phố ăn hồi xưa đó là phố ăn 2.000, bây giờ chắc không còn 2.000 nữa đâu, lên tới 40.000, 50.000 rồi. Dạ, rồi có nghĩa là mình sẽ có thể đi ăn được đúng không anh? Rồi sẽ cũng đi ăn nhiều. Đúng chủ đề. Dạ. Thật ra thì em cũng là một người rất là thích được đi đây đi đó và trải nghiệm những cái điều mới, cho nên là ví dụ có món ăn nào ngon hoặc là đặc biệt
thì cũng có thể cùng nhau đi ăn, cũng sẽ khá là ổn. Em muốn hỏi một câu tiếp theo là không biết là anh có suy nghĩ như thế nào về tình yêu? Thì anh chỉ là muốn tình yêu đến một cách tự nhiên thôi, chứ không kiểu giống như là nhìn mặt nhau cái em hẹn hò với anh không. Thì cái đó trực tiếp quá thì tự nhiên, giống như là sẽ có một điều kiện mình nói chuyện với nhau, làm quen với nhau. Rồi lúc đó thì tới phát triển tình cảm từ từ lên. Cảm ơn anh. Nếu như anh có cơ hội thì anh sẽ có lựa chọn chủ động để tấn công em hay không? Hay là anh sẽ đợi tín hiệu từ em thì anh mới có thể chủ động được? Là lần đầu tiên thì chắc là anh sẽ chủ động đó. Nhưng mà có thể lần thứ sau, lần phía sau sau đó thì anh chưa biết rõ tính em, có nghĩa chắc là em cũng phải nhá xi nhan cho anh chút xíu. Mà em có thích đi du lịch như này nọ không? Em rất là thích đi du lịch, em đã từng đi rất là nhiều nơi rồi. Là em đi bằng xe khách hay là xe máy? Em đi xe khách cũng có, đi xe máy mà dạng đi phượt cũng có, rồi đi máy bay. Thì cũng được, tại vì anh cũng thích đi du lịch, đi đây đó lắm. Hồi xưa cũng có đi xe máy ra tới Phan Thiết luôn, Nha Trang luôn. Kế hoạch kết hôn khoảng khi nào? Anh có suy nghĩ gì về việc kết hôn không anh? Thật ra là anh cũng chưa tính tới chuyện kết hôn đâu. Anh muốn tìm hiểu trước, rồi mình hợp với nhau không thì mình tính đến nhau. Chứ chuyện kết hôn thì bên anh cũng, bên ba gia đình cũng không có yêu cầu quá cao. Để cho hai người tự nhiên làm quen với nhau thôi. Vậy rồi đợi chuyện gì tới cũng tới. Em cũng chưa có nghĩ đến cái việc kết hôn, tại vì em vẫn còn muốn được tự do và bay nhảy. Thứ nhất là với cái công việc này hiện tại của em đang làm, và em cũng dự định khoảng tầm 30 tuổi thì mới nghĩ đến cái việc đó. Ủa, năm nay là em bao nhiêu? Năm nay em 25 tuổi. 25, 30 là 5 năm nữa hả? 5 năm nữa luôn. Được không? 5 năm nữa đó được không? 5 năm nữa cũng được, lúc đó em cũng mới qua 30 xíu thôi. Hợp lý. Bây giờ đó, Huấn bước tới nắm tay bạn gái đi. Rồi nói gì nói, tình cảm của mình dành cho bạn ấy nãy giờ đó. Thật ra là anh không biết là em có bấm nút hay không, nhưng mà anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để coi đối phương như thế nào, để rồi sau đó thì mình có thể tiến tới nghĩ tới chuyện tương lai. Mà có phần nắm tay nữa anh. Dạ. Yeah. Thật ra thì em cũng sẽ giống anh, em sẽ không có thích cái gì nó quá vội vàng. Tức nghĩa là có thể xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay, nhưng mà mới gặp nhau thôi cho nên là sẽ chưa nói được gì hết. Nhưng mà em vẫn mong muốn có thêm được một người bạn mới, nếu như có mình đã có cơ hội ở đây để gặp nhau. Còn cái việc bấm nút hay không thì sẽ thông qua cái phần tiếp theo thì mình có thể biết được. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ em có thể gửi anh cái phần quà mà em đã chuẩn bị rồi. Dạ, trong phần quà này thì sẽ có hai bức tranh. Mỗi bức tranh nó sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau. Em sẽ quyết định gửi cho anh cái bức tranh này. Nhưng mà sau khi đợi kết quả bấm nút xong thì mình hãy mở ra nha. Thì em sẽ chia sẻ rõ hơn về cái ý nghĩa của bức tranh. Dạ. Cảm ơn em nha. Cô này rất là tinh tế nha. Phải suy nghĩ cho thật kỹ. Và khi mà đã quyết định thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình nha hai bạn. 1 2 3 Trong bức tranh này thì em đã vẽ một cái hình ảnh của hai người. Hai người này có sự thấu hiểu với nhau cho nên là mới ra được cái hình ảnh như vậy. Và kế bên thì nó có một cái đóa hoa cúc trắng. Hoa cúc trắng thì nó sẽ tượng trưng cho một cái tình yêu nhẹ nhàng, và nó sẽ đến từ từ, sẽ xuất phát từ tình bạn nhiều hơn. Và nó cũng có một cái đoạn thơ của Nguyễn Thiên Ngân, thì anh có thể đọc thử cái đoạn thơ đó. Người ơi, bây giờ là mùa hạ, chúng ta đang sống, phút giây không thể quay về. Mình không cần biết ngày mai là một ngày mây đen hay là một ngày nắng mật. Chỉ biết yêu nhau lúc này, chỉ biết rằng như bàn tay cần nắm bàn tay. Nguyễn Thiên Ngân. Rồi, vậy thì hai bàn tay nắm với nhau và hát một bài hát nào đó. Tới chương trình anh cũng có chuẩn bị một bài nho nhỏ dành tặng cho em thôi. Bài Ánh Nắng của anh. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em ngất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa giờ. Rồi, rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hãy nắm tay thật chặt, hãy làm những gì mà chúng ta đã nói từ nãy giờ. Hãy yêu nhau và chăm sóc mối tình này để đi đến kết quả. Điểm yếu của em là hơi nóng tính, hơi là dễ mau nước mắt. Và điểm mạnh thì quên rồi, mạnh nhiều quá quên rồi hả? Điểm mạnh là mau nước mắt luôn đó em. Bởi vì khi mà mau nước mắt á là đàn ông họ gọi là cũng yếu mềm lắm. Tính tình như thế nào? Tính tình thì em nhiều, em sợ con cái hơi dữ ạ. Thôi kia cũng khóc không à, cũng khóc không à, không có làm không? Ừ. Rồi ông làm gì ông nhìn xoáy vô tôi. Là tôi thấy mắt bà mối cũng hơi hung dữ. Tôi dữ lắm. Đó thấy chưa? Tôi là người tôi là hung dữ lắm, tôi nổi tiếng là hung dữ rồi. Đôi khi quá mạnh mẽ trở thành hung dữ luôn á, la tôi hoài luôn á. Ừ. Mời nhà trai.
Ai chào anh trai ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta cùng giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Mời nhà trai. Chào anh Chủ Linh, chào chị Ngọc Lan, chào các khán giả. Thì em tên Đinh Văn Hoàn ạ. Em 34 tuổi, em quê Thái Nguyên. Đang làm dược sĩ tại công ty cổ phần dược phẩm 3 tháng 2. Rồi, mời nhà, nhà gái. Em xin chào chương trình. Em tên là Nguyễn Phạm Thanh Lan. Em năm nay 30 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng ở làm công ty ở Long Thành, ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Nhưng mà em đang làm dược sĩ ở đâu? Em đang làm ở Cát Lái ạ. Vậy thì bạn Lan cũng rất là gần luôn á. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta nói về ưu điểm khuyết điểm đi nè. Điểm yếu của em là hơi nóng tính, với lại dễ mau nước mắt. Và điểm mạnh thì... Quên rồi, mạnh nhiều quá quên rồi. Điểm mạnh là mau nước mắt luôn đó em. Bởi vì khi mà mau nước mắt á là đàn ông họ gọi là cũng yếu mềm lắm. Rồi mời nhà trai, điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em không uống bia, không hút thuốc ạ. Còn điểm yếu thì cũng do nó cũng hơi lành tính quá. Lành tính? Dạ, với có những một số gọi là mình không được dứt khoát kiểu đấy ạ. Nó tính nó hơi bị lưỡng lự một chút. Nhưng mà dược sĩ tức là người bào chế thuốc. Dạ vâng ạ. Rồi đường tình duyên của em sao Hoàng? Dạ thì đường tình của em thì em có 3 mối tình nhưng mà nó cũng thường hay cũng kết thúc nhanh chóng ạ. Dạ. Thì cái mối tình gần đây nhất thì do cái đợt dịch vừa rồi ấy anh, thì do cũng em thì làm ba tại chỗ, còn thì cũng không có điều kiện để như kiểu mình quan tâm hả? Dạ vâng ạ. Nói chung cái con corona này nó chia rẽ cái tình đúng yêu rồi của đôi lứa nhiều lắm đúng không? Đúng rồi. Bên nhà gái sao nè? Bên nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi em? Mối tình thì em những năm học cấp 3 thì em từng có. Nhưng mà mối tình gần đây nhất là cách đây là 1 năm, anh quen cũng được 2 năm ạ. Ồ, rồi sao chia tay? Dạ, cũng không hợp tính cách, với lại cũng nhiều vấn đề liên quan cho nên là cũng không hợp. Không hợp nhiều vấn đề. Cũng do là không có hợp nhau à, một vài cái vấn đề. Còn bên đây là ba mối tình này chắc cũng nhiều vấn đề lắm mới chia tay nè. Chào chị. Chào em. Bây giờ nè, mình trải qua ba mối tình rồi, vậy thì bây giờ mình chuẩn bị mình có thêm một cái mối tình mới nữa, thì cái tiêu chí để mình có bạn gái là gì nè? Em muốn bạn gái là như kiểu cũng dễ thương ạ. Với cũng hay cười. Bên đây hay cười mà hay khóc nữa em. À dạ. Hồi nãy nói vậy đó. À, vừa khóc cười. Vừa cười đó. Tính tình như thế nào? Tính tình thì em nhiều, em sợ con gái hơi dữ ạ. Cô kia cũng khóc không à, cũng mất nước á. Không có làm không? Ừ. Rồi ông làm gì ông nhìn xoáy vô tôi. Là tôi thấy mắt bà mối cũng hơi hung dữ đó. Tôi dữ lắm. Đó thấy chưa? Tôi là người tôi là hung dữ lắm, đó, tôi nổi tiếng là hung dữ rồi. Đôi khi quá mạnh mẽ trở thành hung dữ luôn á, la tôi hoài luôn á. À. Ừ. Thôi nói chung là những cái tiêu chí của em đưa ra thì chị thấy nhà gái bên chị là có thể là đạt được hết luôn á, tại vì bên đây được rất không? Là hiền lành. Bây giờ em mong muốn mẫu hình á cao không? Tầm độ hơn mấy năm năm. Hơn mấy năm năm có mẫu hình nào giống ai không? Em thích Jenny. Jenny là ai? Đẹp lắm, cổ đẹp lắm, cổ đẹp như tôi vậy đó. Dạ. Phải không? Cũng hơi giống giống đấy chị. Dạ. Cũng hơi giống đấy chị. Hơi giống hả? Dạ. Không, Ngọc Lan cũng đẹp mà. Đẹp, bà mối đẹp. Bước qua đây tôi coi mặt nhà gái cái coi. Thì ông qua, đi, tự nhiên ông hôn dữ với tôi vậy. À, chào em gái. Dạ, chào chú. À, mình mong muốn một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào nè em gái? Bạn nam, mong muốn bạn nam là cao 1m7. Hơn luôn. Ừ, nhìn. Nhìn hoài không chán luôn. Dạ, biết quan tâm, yêu thương em. Cái này chưa biết ạ. Có biết quan tâm người khác không cưng? Dạ thì cũng quan tâm nhưng mà mình cũng phải học thêm cách để quan tâm thêm ạ. Đó, trả lời câu này tôi chịu nè. Chứ mấy ông là ông nói quan tâm lúc đầu thì nói quan tâm đúng lắm rồi. Nhưng mà khi yêu được rồi, sở hữu được rồi á là coi như vô tâm, không thích đàn ông ở chỗ nào. Bạn đó là hút thuốc hay là nhậu nhẹt hay là đôi khi cũng hay không thích bạn đó là hay bài bạc nữa. Mà hỏi coi có cờ hồi bạc nãy nói, chè gì không? Hồi nãy nói rồi không có nhậu nhẹt gì á. Cờ bạc có không? Có cờ bạc không? Không ạ. Tết có đánh tiếng lên gì không? Chị dắt gì không? Dạ không ạ. Em trai đi với ai cưng? Dạ thì hôm nay em đi mình ạ. Rồi có anh Quyền Linh. Đó, có không mỗi lần. Nhà gái mình đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với em trai. Dạ xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan và tất cả mọi người trong phim trường. Anh trai này rất là khá là điển trai đó, mà hiền lành dễ thương nữa. Nhưng mà không biết sau này có dễ thương được sau này hay không thôi. Dạ về cái phần mà về hung dữ thì anh đừng có quan tâm về vấn đề đó, tại vì chị em chỉ hung dữ với mấy đứa em ở trong nhà thôi. Tính tình chị em rất là hiền lành và đặc biệt là quan tâm chia sẻ với mọi người trong gia đình, từ những công việc nhỏ nhặt cho đến những công việc khác. Thì anh không phải quan tâm về vấn đề gia đình đâu. Thì anh có thể hình dung ra được cái vấn đề là nữ công gia chánh như thế nào, là chị em là con người như thế.
Dạ em xin hết ạ. Hay quá. Hiền lành ha, nhu mì, mặt rất là phúc hậu. Mình nói Lan này nè, Lan này ha. Còn Lan kia cũng dễ thương nha. Đều có hay ăn hiếp ông Mai thôi. Thôi về đi ha. Ừ, đi về rồi mở rào cho mấy đứa nhỏ gặp nhau. Vậy đi nha. Ừ. Rồi, mở rào. Bắt đầu được đó Hoàng. Tiến tới liền. Nè, anh gửi quà. Dạ, dạ em cảm ơn. Em có món quà tặng anh. Em xin. Mở mở quà ra, đứng đó mở quà ra coi gì luôn. Tặng cái đồng hồ. Trời ngon. Hy vọng sau này em trân trọng những thời gian có. Đeo vô. Thấy chu đáo chưa? Bữa nào bà mối tặng ông Mai cái đồng hồ coi chơi cái coi. Dạ. Wow, anh tặng em là một quyển chuyện cười tiếng Anh thì để em nghe tiếng Anh để em cười mỗi ngày. Dạ. Thì với lại kèm thêm con gấu bông. Dạ, em cảm ơn ạ. Ủa sao tại em tặng cuốn sách tiếng Anh là sao? Dạ, để nghe tiếng Anh xong rồi cười mỗi ngày ạ. Nghe tiếng, nghe tiếng. Trời ơi, chơi chữ đó mọi người. Nghe, phải nhấn chữ Anh vô nha. Dạ. Rồi. Mấy bạn trẻ bây giờ hay lắm. Cảm ơn anh, em có nhận xét gì không em? Dạ, dạ em cũng biết nói gì. Anh thấy tính em có vẻ cũng hơi nhẹ nhàng. Dạ. Cũng hay cười dễ thương. Anh... Sao bạn gái trong lý tưởng của anh á, thì em có đạt được cái phần nào không? Có thì bởi vì trong yêu cầu của anh cũng ghi là bạn gái hay cười. Anh thấy với lại dễ thương thì em đều đạt được. Trong vấn đề gia đình á, thì anh có cân bằng được bên nội bên ngoại như thế nào? Sau này thì... cũng thoải mái về cái bên nhà anh, bởi vì là bên nhà anh thì anh cũng thoải mái, không phải là vấn đề gia trưởng hay này nọ, nên thành ra chúng ta có thể lâu lâu thì khoảng độ 1-2 năm gì đấy thì mình mới cần phải về ngoài Bắc anh để như kiểu ra mắt ông bà bố mẹ. Dạ. Còn lại bình thường thì cũng không vấn đề gì cả. Hiện tại công việc của em ở gần nhà, thì sau này ví dụ như sau này mà có lập gia đình thì anh có đồng ý là về chung gần nhà với em không? Thì anh cũng thoải mái bởi vì là anh thì anh vào đây thì cũng có gì thôi. Dạ. Nên thành ra là anh cũng không về cái gọi là cái ràng buộc về cái vị trí địa lý. Dạ. Ý bạn gái họ có thể ở rể được không? Không thì anh cũng không sao cả, bởi vì trước thì anh cũng cái hồi mà mới vào ấy thì anh ở bên Tân Phú. Dạ. Đấy, nhưng mà sau thì anh khi mà anh làm ở công ty này thì anh cũng chuyển luôn sang bên quận 2 luôn, chứ cũng không có gì phải vướng bận về cái mình trong nơi mình sống cả. Bạn trai thì nhìn rất là phong trần bởi vì bạn đã có thời gian đi gọi là đi Nga đúng không? Dạ. Đi Nga làm gì Hoàng? Em hồi đấy em đi học ạ. Đi học hả? Học mấy năm ở Nga? Em học 5 năm nhưng mà do cái đợt hồi đấy em cũng sức khỏe em yếu, hồi đấy em có 50 cân. Nên thành ra cũng hơi yếu, thành ra cũng phải về sớm ạ. À chứ Nga đẹp quá, mấy cô nghe Nga đẹp quá tưởng đâu lấy vợ Nga rồi. Đúng không? Dạ. Đi qua Nga học rồi có cảm nắng cô nào bạn không? Dạ thì vẫn chưa kịp ạ. Mùa đông Moscow đẹp lắm, cần có hơi ấm phụ nữ chắc cũng quen nhiều lắm đây. Rồi dự định tương lai nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì ở Nhân Trạch thì qua thì cũng đâu có xa đâu anh. Đúng rồi. Dạ nên thành ra là em thì cũng cứ làm việc ở công ty, nên xong còn mình sau một cái thời gian thì mình có thể tính tới về cái tiếp theo kế hoạch sau này ạ. Thật ra thì Nhân Trạch thì cũng gì chuẩn bị bắt cầu cát lái rồi. Nhân Trạch giờ đất nó cũng lên dữ lắm rồi, chuẩn bị có sân bay nữa. Dạ. Thành ra lập nghiệp ở đâu cũng tốt cả. Trong hôn nhân thì em thì tiền thì sẽ là do bạn gái giữ, bởi vì em thì em là không phải là thuộc tiếp giữ được tiền. Đấy thì thành ra là cô xài dữ lắm hay sao mà giữ tiền được? Dạ không ạ, thì do là kiểu như là mình cứ thích cái gì đó thì mình mua, mình không nghĩ về toàn kế hoạch ấy chị. Nên thành ra là cũng nên để bạn gái giữ. Nhớ nha, nói câu này nhớ quan nha. Quan điểm rõ ràng, được. Bạn gái giữ thích không? Dạ thích chứ. Trời bà, dạ thích chứ. Cái tính của em thì thường là người ta bảo thì em mới làm, nên thành ra khi mà bạn nữ mà cần em, tức là kiểu cần em phụ giúp ấy, thì bạn nữ nói thì em sẵn sàng phụ giúp, chứ tính em cũng không phải tính không phải chủ động kiếm việc. Dạ. Nhưng mà yêu á, dạ, là không phải bạn gái nói yêu mới yêu nha. À dạ. Yêu là phải tự giác chủ động nha. Dạ. Bây giờ chắc phải cần có chất xúc tác á. Ừ, chứ giờ hỏi không biết đường trả lời đâu. Nắm tay bạn gái đó, nắm tay coi cái nắm, lúc nắm tay nhau vô nó như thế nào, nó con tim mình có rung động không? Em cảm giác em thì bây giờ anh tức là ở nhà anh cũng chuẩn bị một bài hát, thế
thì anh cũng chế từ lại, thành ra là anh hát thì có gì mà nó không được hay thì em chấp nhận. Vì thế chương trình hôm nay mong em bước cùng với em nhé, rồi từ đây tình ta đẹp đến mai sau, vun đắp tương lai dạng người chung sống muôn vàn niềm vui. Thì đấy là cái lời tấm lòng của anh, thì có gì thì em suy nghĩ. Dạ, cảm ơn. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm, hình như là có bạn đã bấm rồi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, bấm tay nhau đi nào. Đó. À, bạn trai rất là quyết liệt, bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. Để nói lên cái tim bạn ấy, ánh mắt bạn ấy đã hướng về nhà gái. Chị thấy em còn rung rất là nhiều luôn á. Dạ. Sao vậy em trai, lên đi. Bình tĩnh. Rồi. Một chút bối rối đã làm bạn ấy vấp nhẹ. Không sao, mời em trai. Bây giờ thì xin được phép mời nhà gái. Ôi, chào cô gái. Mời em trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe luôn nha. Chào cô Quỳnh, chúc Quỳnh Linh ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nữa và chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Mình tên là Tự, hiện tại là đang làm việc tại Bình Dương và quê ở Thanh Hóa, làm công việc báo chí. Tên gì? Tên là Tự. Cái gì? Thiếu Lâm Tự ấy. À, nhưng mà tên họ là gì? Họ Nguyễn Ngọc Tự ạ. À, tưởng đâu tên Thiếu Lâm Tự luôn chứ. Nguyễn Ngọc Tự nay sinh năm mấy Tự? Sinh năm 1990, năm nay là 32 tuổi. 32 tuổi. Vâng. Rồi đang làm ở đâu? Hiện bây giờ đang làm ở Bình Dương ạ. Bình Dương, ở Bình Dương luôn. Vâng, trọ Bình Dương. Ở Bình Dương mà ở với ai Tự? Ở với mẹ. Ở với mẹ. Vâng. Hai mẹ con Bình Dương luôn. Dạ, đúng. Rồi, mời nhà gái. Rồi, mời nhà gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan và chào anh Siêu Huyền Linh. Xin chào. Em tên là Võ Thị Petty. Em sinh năm 90. Năm nay 32 tuổi. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm thu ngân ở quán karaoke. Rồi, bạn Betty, cái tên dễ thương quá. Bạn Betty sinh năm 90. Ủa, đang tên Betty luôn ha, là sao? Dạ. Trần dạ. Thị Betty hay Nguyễn Thị Betty hay sao? Dạ, Võ. Võ Thị Betty hả? Dạ. Ồ, tên dễ thương nha. Ti Tự, Tự Ti. À, Ti Tự thì được, đừng Tự Ti. Thôi, nghe hai cái tên ghép lại nó cũng là lạ ha. Rồi, Tự ơi. Dạ. Tự có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Ưu điểm là chăm chỉ á. Chăm chỉ. Chăm chỉ thật thà, rồi không hút thuốc lá, cũng không uống rượu bia, không... còn khuyết điểm thì khá là nhút nhát, và đi xe thì cũng say xe nữa. Thôi thôi, đàn ông mà nhút nhát say xe nữa. Bạn gái này trời. Vậy sao đi bảo trì cho người ta, rủ người ta đi xe đò rồi nhút nhát thì kia, sao tới chỗ nào đó bảo trì rồi sao? Bảo trì thì công việc của cháu hiện tại là đang làm ở công ty may nên cũng không có đi lại nhiều, làm tại không công đi ty. Lại hả? Vâng, làm tại công ty. Có khi nào mình tự ti không? Không có tự ti, mà trong đối với những gặp những bạn nữ ấy, thường là kiểu không, mình không biết phải nói gì ấy, là nhát á. Vâng, đúng là nhát. Còn như trong công việc thì cũng khá là quyết đoán. Quyết đoán. Vâng. Ừ. Mình vào Bình Dương bao lâu rồi Tự? Vào cũng được 8-9 năm này. 8-9 năm rồi. Vâng. Bây giờ mình ở với mẹ mình, mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ năm nay là 52 tuổi rồi. Mẹ có làm công việc gì không? Mẹ cũng đang làm công ty. À, vậy hai mẹ con làm công ty hết. Vâng. À, rồi bao nhiêu lâu mình về quê một lần Tự? Khoảng 2-3 năm gì đấy. 2-3 năm. Mình có định lập nghiệp ở trong đây luôn không? Có. Có lập nghiệp trong này luôn. Ở trong đây luôn đúng không? À. Mời nhà gái. Dạ. Mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em á là mạnh mẽ, không thích người đàn ông mà bấm với mẹ, hay là mình phải biết đón, biết bảo vệ người mình thương. Em thì biết đón là cũng như công việc gì em đã biết là phải làm cho nó thành công. Xong rồi em mới cảm thấy là mình mới nghĩ là cái chuyện khác mình làm. Đó là người rất là mạnh mẽ và độc lập. Dạ. Mỗi sao nhà gái nói gì? Tôi nghe không rõ gì, nhà gái nói gì, bám váy mẹ là gì? Không thích đàn ông bám váy mẹ, không thích đàn ông yếu đuối bởi vì bạn này rất là mạnh mẽ và độc lập. Ủa, đàn ông ngông chứ ta bám với mẹ kệ ta. Mẹ tôi thương yêu, người ta theo mẹ, cho gì cho cũng đỡ làm chứ. Không được, như vậy là không có bảo vệ được người mình thương. Ủa, hai chuyện nó khác nhau mà. Dạ. Bám với mẹ với bảo vệ mình thương nó khác sao không, nhau tại mà. Vì nhiều khi như vậy cái mẹ nói gì thì nghe hết rồi. Cái người mình thương nói giống như là nói cái điều đó, giống như nói là
hai người có được chung tiếng nói. À, thì ra là như vậy ha. Dạ. Sao tự tự có gọi là ở ừ. chung với mẹ nè. Mẹ chắc chắn mẹ nói gì phải nghe rồi đó. Không, nhưng mà mẹ đúng rồi. Ừ. Mẹ nói gì thì cũng phải nghe, nhưng mẹ nói những theo đúng thì nghe, mà sai thì cần giải thích cho mẹ nói nhưng mẹ hiểu được như thế này là sai, thế này kia. Theo bạn nữ nói như vậy ở mẹ, do mình ở với mẹ cho thôi, nhưng cũng không phải là việc gì cũng phải nghe theo mẹ. Cái gì mình có thể quyết định được là mình tự mình quyết định, chứ không phải là mẹ theo mẹ là mình bám theo mẹ. Mình vẫn trong kinh tế mình vẫn độc lập. Thật ra là mẹ nói gì cũng phải nghe. Vâng. Nhưng mà những cái vấn đề mà về làm ăn quyết đoán thì mình cũng phải quyết đoán, xin ý kiến mẹ thôi, đúng không? Chứ nhiều khi mẹ nói không nghe thì cũng không đúng ha. Vâng. Mẹ là người sinh ra mình, mẹ là người kinh nghiệm nhiều hơn mình. Thật ra mẹ nói cũng cần phải tham khảo rồi bàn luận với mẹ, chứ không phải là không nghe, hiểu không? Chỉ có điều là người yêu mình thì mình hỏi ý kiến mẹ thôi, nhưng nếu mình yêu thì chắc chắn mẹ sẽ cho thôi. Ý bạn gái nói là trong tình yêu mà hỏi ý kiến mẹ, mẹ không cho, không lấy luôn là không được. Đúng không em gái? Dạ. Hả? Hoặc là khó nhất là cái người đàn ông phải đứng ở chính giữa đó. Một bên là mẹ, một bên là người mình yêu, mà người nào cũng tranh phần đúng về mình hết thì cái người đàn ông đó cũng rất là khó xử. Thật ra người đàn ông trong giai đoạn đó, trong lúc đó phải thật là khôn khéo, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Chứ cũng đứng về bên này cũng không được, đứng bên kia cũng được, khó lắm. Thấy không? Dạ. Tùy theo thôi. À, em trai, đường tình duyên mình sao? Có hai mối tình, một mối tình mà để lại cho cũng không luôn đó. Của hai phòng là hai cặp hay hai phòng? Hai bạn nữ một phòng mà hai bạn nam một phòng. Tiếc không? Thế tiếc. Mà thế kể với mấy anh cùng làm, anh bảo là người ta nghĩ mày là không thích có người ta đó. Không phải nghĩ mày là không có. Thôi khó nói quá. Không có bao giờ đàn ông ta nghĩ này là thế giới thứ ba nữa đó. Đúng không? Đúng không em? Dạ, chắc nghĩ là vậy á. Nghĩ vậy mà em có vậy không? Không ạ. Em chắc chắn là chắc chắn là đàn ông không? 100% là đàn ông á. Vậy sao lúc đó không nắm tay người ta? Nghĩ bây giờ mới tiếc này. Mới có 6 tháng cũng chưa có gì. Sau một mối tình đó thôi đó hả? Một mối tình sau là 3 tháng thì cũng không có nhiều ấn tượng lắm, thì cũng mới tìm hiểu vậy thôi, có mới đi uống nước này kia. Rồi có rút kinh nghiệm mối tình đầu nắm tay mối tình hai không? Nhiều hơn đi uống nước là nắm tay được. Có gì nữa? Có vậy thôi ạ. Chưa có hôn luôn? Chưa hôn người ta luôn? Chưa. Trời đất ơi, bờ môi này còn trinh nguyên. Hai mối tình mới có 9 tháng. Nói chung là cũng chưa trải nghiệm về tình yêu nhiều ha. Cũng còn trong gắn mới có nắm tay thôi đó. Nhà gái tôi khỏi coi sao nha. Hết hồn liền. Chào em gái. Chào em. Mình trải qua đường tình duyên sao nè, kể cho nhà trai nghe chút xíu coi. Dạ, em là mẹ đơn thân. Hả? Em là mẹ đơn thân. À. Dạ. Em trải qua mấy mối tình? Dạ, 2 mối tình. Rồi mối tình thứ hai là cưới luôn? Dạ không, mối tình đầu tiên là cưới, mối tình thứ hai chỉ là quen. À, tức là có gia đình rồi. Dạ. Và chia tay mới quen mối tình thứ hai. Dạ. Mối tình đầu là cưới luôn rồi có cháu chưa? Dạ có. Lớn chưa? Dạ được 9 tuổi. Trai hay gái? Dạ gái. Gái hả? Dạ. Rồi mình ở nhau mấy năm mà chia tay? Dạ ở nhau được 3 năm. Ừ. Rồi sao chia tay? Tại vì người chồng bạo lực á. À. Dạ. Tội nghiệp cho phụ nữ ha. Chẳng may bị bạo lực gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là chuyện gì đâu ở đâu cũng đem về chút lên đầu vợ mình đó. Ừ. Nên em chịu không nổi chia tay. Rồi. Cuộc đời em cũng phong ba bão tố quá hả? Rồi mối tình thứ hai bị gì mà chia tay? Dạ mối tình thứ hai á là em đi làm cũng như là làm cả đêm á. Ừ. Rồi không có thời gian cho người ta nên người ta chia tay quen người khác. Ừ. Hỏi bên kia coi làm sao. Em ơi. Dạ. Bên đây bên em còn cong cắn quá, chưa có nụ hôn đầu đời nữa. Bên đây người ta, bên đây người ta lỡ hiện tại đò. Là đang có một đứa con nữa đó. Có em bé gái 9 tuổi đó. Dạ. Em thấy sao? Em nghĩ đã một lần rồi, em nghĩ là không quan trọng, quan trọng là mình sống với hiện tại. Vâng. Và nếu có con gái em cũng khá thích là có trẻ con. Khá thích đúng không? Vâng. Vậy được, thì ha. Tốt quá. À, em trai này đây hiền lành lắm. Dạ. Nhút nhát nữa. Anh nghĩ rằng nếu như mà hiểu nhau mà yêu nhau thì bạn này sẽ không có xảy ra cái chuyện bạo lực gia đình đâu. Nhiều khi em đánh người ta chứ người ta không đánh em đó. Dạ, đó giờ em hiền khô, không đánh ai á. Phải không? Dạ. Vậy đừng đánh anh này nha. Dạ, không đánh đâu, nếu mà cảm thấy không hợp thì mình chia tay. Nhiều khi bây giờ tức quá, người xưa bị đánh tức quá rồi nên giờ phải thay đổi. Dạ không, đó giờ vẫn hiền vậy. Ừ. Nói chơi chứ là làm sao có thể đánh người ta được, đúng không? Ta dễ thương mà. Rồi, dạ bây không? Giờ
mình mong muốn có một người tình lý tưởng như thế nào nè? Dạ, nói chung là em cũng không có đòi hỏi gì tới người bạn trai nhiều. Ừ. Chỉ là biết quan tâm đến người bạn gái, lo lắng, biết giả tỉ như dạ lúc nào mà mình cảm thấy mình quan tâm được người ta thì mình quan tâm. Ừ. Còn mình bận rộn hay gì đó thì mình phải thông cảm với người đó. Nhiều khi điện thoại hay là nhắn tin thì không trả lời, cái nó ờ tại sao điện thoại cho em không được, nhắn tin cho em không được, cái lại cái giống như là cãi nhau rồi có khúc mắc nữa. Ghen á đúng không? Dạ đúng rồi, em không thích là như vậy. Em bây giờ mở ở đâu? Dạ ở Bình Tân. Bình Tân. Dạ. Ở với ai? Dạ một mình. Một mình. Dạ. Con gái? Dạ gửi về ngoại. Bà ngoại ở đâu? Dạ ở An Giang. An Giang. Dạ. Là mình ở đây mình ở nhà trọ đúng không? Dạ. Bao lâu mình về thăm con một lần? Dạ 4 tháng. 4 tháng về một lần. Dạ. Cái công việc của em có thời gian chiếm nhiều thời gian không? Dạ chiếm nhiều lắm. Thì 1 giờ trưa làm tới 5 giờ sáng. Em làm cái gì? Dạ em thu ngân bên karaoke á. À thu ngân đó hả? Dạ. À đúng rồi. Cái ngành nghề đó là phải thức đêm để thu tiền đúng không? Dạ. Ủa ta hát thì tới 5 sáng như trời. Dạ tại nhiều mình nhiều khi phục vụ giờ hết mình phải đứng ở lại mình phải lấy tiền chật, đúng lấy không? Tiền chật lại cho phục vụ thế lại. Trời ơi, từ mấy giờ chiều trưa? Dạ 1 giờ trưa đến 5 sáng. 1 giờ trưa ngồi đến 5 giờ sáng luôn. Đấy. Cũng vất vả đó ha. Em gái cho chị hỏi là ví dụ như bây giờ em đến với một người đàn ông nữa. Dạ. Coi như người đó sẽ là một cái người chồng tương lai của mình á. Dạ. Thì em có cái nhu cầu là mình đem con mình lên ở cùng mình không? Dạ chưa suy nghĩ tới. Tại vì ba với mẹ không cho đem đi. Vậy thì ba với mẹ nói là ở hồi nhỏ tới lớn rồi, bây giờ mà đi thì ba mẹ nhớ buồn lắm nên không dám. Thôi bây mỗi giờ, người thì sẽ có một cái nó có khó có nè. Sự lựa chọn. Nó có khó nè. Là bạn này thì làm ăn ngày. Dạ. Em thì làm ăn đêm. Rồi gặp nhau sao? Thì buổi sáng nếu mà gặp nhau thì buổi sáng đi ăn uống cà phê thì tới chưa chưa về. Sao nổi em làm tới 5 giờ. Dạ cái giờ giấc đó em thức của em rồi. Tại vì sáng em phải đi dọn dẹp nhà cho người ta nữa. À đi dọn dẹp làm dạ. Thêm một job nữa đó hả? Dạ. Trời thấy tội nghiệp không? Thí dụ như có một cái sự thay đổi nào đó, làm công việc nào đó em có thể thay đổi được không? Dạ không. Tại vì công việc đó em làm lâu lắm rồi. Ừ em thấy rồi. Cô này cũng dễ thương đó. Dễ nhìn, rất là dễ nhìn luôn. Xinh xắn, năng động. Hôm nay đến với chương trình em cũng xin gửi đến chương trình tới một bài do em chế ra, bài thơ ấy. Lúc em gặp em đọc cho cô nghe. Đúng rồi, chút mình mở nha. Rào, mình nhìn nhìn cô gái đó, nghe. Mình đọc cho cô nha. Nghe. Bây giờ cho chị Lan hỏi nè, em đi với ai? Em đi với mẹ, với cô, với mẹ em. Có cả mẹ luôn. Có mẹ ở đây nữa, có cô nữa, có cả nhà luôn. Xin chào nhà trai ạ. À. Chào chị. Dạ, chị... Cầm micro chị cứ cầm micro nói chuyện. Dạ. Xin chào hai MC xinh đẹp và dễ thương, anh Quỳnh Linh và Ngọc Lan ạ. Dạ. Lời đầu tiên tôi cũng xin rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai cháu có buổi gặp mặt hôm nay. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay và quý vị khán giả đang xem màn ảnh nhỏ ạ. Tôi là mẹ của cháu Tự ạ. Về Tự thì cũng là người hiền lành và thật thà, siêng năng chăm chỉ. Về cháu gái bên này thì cũng thấy xinh đẹp, dễ thương. Và cũng thấy cũng hiền lành. Rồi đến với chương trình hôm nay thì cũng mong là hai con tạo cho nhau cơ hội để tiến xa hơn. Rất cảm ơn chương trình ạ. Nhà trai có ngại gì khi nhà gái có một cháu rồi không? Dạ không ạ. Đối với tôi thì có thêm người là cũng thêm niềm vui và tiếng cười ạ. Dạ. 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 Cảm ơn nhà trai rất nhiều. Nhà trai cũng hiền lành ha. Dạ. Rất là hiền luôn. Em gái đi với ai? Dạ em đi một mình. Một mình. Rồi không sao, có chị Ngọc Lan lo. Thôi thì bây giờ cho hai bạn gặp nhau thôi. Rồi. Mở rào. Mở rào đi. Bắt đầu đi Tự. Tấn công em. Hôm nay mình đến với chương trình gửi tặng em chậu hoa này. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều. Đây cũng là loại hoa em rất thích. Em cũng có món quà em tặng. Dạ em cảm ơn. Hôm nay em đến với chương trình cũng có món quà nho nhỏ để tặng cho anh. Cũng đây cũng nghĩ là món quà này để cho anh nhớ suốt đời. Gì đó thôi. Dạ em thương. Món quà mình nhớ suốt đời là đặc biệt lắm đó. Dạ có nghĩa là đi lúc nào cũng để trong người mình xịt lên là thơm, là nghĩa nào lúc nào mình cũng nhớ tới người mình thương hết. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi đọc thơ, đọc thơ.
Tử. Hôm nay đến với chương trình em xin phép tặng đến chương trình một bài thơ do em chế ra. Hôm đọc nay đến với đọc cho em gái đứng nhìn em gái đọc kìa. Hôm nay đến với hẹn hò, mong ông bà mối đưa tôi qua đò. Sông sâu, sông rộng, sông xanh, lòng anh vẫn đứng mong manh đợi chờ. Bây giờ giây phút thiêng liêng, sao em không bấm còn chờ đò ai? À, dễ thương quá. Dễ thương quá. Như một dạ anh làm công ty thì anh được nghỉ, nhưng mà em làm cái đó là em không có được nghỉ. Nhưng em được nghỉ buổi sáng mà. Dạ. Buổi sáng thì anh cũng rảnh nhé. Dạ rảnh chứ. Công việc của bạn này á, tối thứ bảy, tối thứ sáu, tối thứ bảy thì bạn này lại làm việc rất là nhiều, bởi vì karaoke thì thường mọi người sẽ đi vào cuối tuần rất là nhiều và sẽ làm hầu như là thâu đêm suốt sáng, nên là nói thiệt là chị Lan cũng đang rất là lo lắng về cái việc hẹn hò của các bạn. Các cô này là chỉ được nghỉ buổi sáng thôi, mà buổi sáng là cô phải ngủ, khổ vậy đó. Nên hai bạn phải tính thật là kỹ trong cái vấn đề này. Nhưng mà không sao, yêu nhau thì như thế nào chúng ta cũng có thể hy sinh và chấp nhận nhau. Có gì đâu gì khó. Thì đi làm về 5 giờ chiều sáng nấu nướng đem bánh đem gì đó tới chỗ cũng... tiệm karaoke ngồi ăn. Nói cái này là em nấu ăn ngon lắm. Ừ. Rồi, anh thích những người mà nấu ăn ngon đấy. Nên nè, ví dụ như chiều em đi làm về em có thể sang nhà của cổ để em nấu nướng, em dọn dẹp giùm cho cổ, xong đem lên chỗ làm cho cổ. Nhìn người yêu chút xíu rồi mình đi về cũng được. Đâu cần về, ngồi đó phụ thu tiền cũng được. Tiền mà phụ gì giờ tiền. Đâu phải lúc nào tấm thu tiền đâu, thu tiền xong cũng ngồi rảnh đó. Rồi hai người tâm sự ở đó. Biết đâu vô làm việc ở đó luôn sao, chủ cũng thương cũng nhận luôn vô làm sao. Dạ nếu mà anh được vậy càng tốt. Thấy chưa? Có sẵn sàng làm được việc đó không? Và em làm được. Cổ cũng ngồi từ 1 giờ chiều cho tới 5 giờ sáng cũng đâu đi đâu đâu, cũng ngồi chỗ thôi mà. Đúng không? Nhưng mà tiêu chí của em là không thích người ghen. Có nghĩa là phải biết luôn luôn thấu hiểu, tại vì cái em làm cái đó thì tất nhiên em phải nói chuyện rất là nhiều người, nên em sợ ảnh không hiểu anh lại ghen. Quan trọng là ghen ở mức độ nào, nhưng mình quan trọng là giữa hai người có mình có thật sự là hiểu nhau hay không á. Dạ. Em cứ tới đó chơi ngày nào cũng cứ đi làm về tới chỗ karaoke đó, lúc nào cũng khách hát hay hai đứa vô hát. Thời gian được mà, đúng không Tự? Vâng, có thời gian nào rảnh thì em có thể sắp xếp được. Dạ. Rồi hỏi tương lai coi, khi nào mà em cho anh bước tới nếu mình tìm hiểu được với nhau được nè, hỏi đi Tự. Thời gian thì mình có thể tùy giữa hai người ấy, hai người cảm thấy thật sự cần nhau thì thời gian là không quan trọng. Cái này anh cho em nói nha, là nếu mà thời gian mà đến với nhau, đến chuyện hôn nhân, mình tìm hiểu nhau, nếu mà hiểu nhau, thông cảm cho nhau thì có thể cho em 2 năm. Tại vì em phải lo cho gia đình của em, lo cho cha, cho mẹ, tại vì mẹ em già, yếu rồi, em phải lo, em báo hiếu xong rồi em mới làm. Tại vì em đó lúc nào em cũng nghĩ là lập gia đình thì sẽ cũng lập gia đình, nhưng mà con cái, cha mẹ em phải lo trước. Anh có thể thông cảm được. Dạ. Nếu mà anh thông cảm được thì mình tiến tới, còn không thì mình rút lui thôi. Tuy thời gian thì không quan trọng lắm với anh, nhưng quan trọng là hai người cần nhau hay không ấy. Dạ, nếu mà mình rồi. Cần thì thời gian là không phải là vấn đề. Dạ. Mỗi bên trao đổi về quan điểm hôn nhân gia đình với nhau đi. Thêm trong tình yêu như thế nào là một tình yêu để được hạnh phúc? Đàn ông không bạo lực, phải biết thấu hiểu người mình thương, không sống nội tâm. Có cái gì mình phải nói với nhau để mình hiểu nhau hơn. Như em không thích anh cái đó thì em sẽ nói liền. Còn anh không thích em, anh sẽ nói. Tại vì nếu mà mình sống nội tâm, mình không nói thì bên đối phương sẽ không biết là mình đang làm cái gì, mình nghĩ cái gì, mình đang giận hờn hơn, ghét cái gì. Đúng vậy, theo anh cũng vậy. Đó là sự chia sẻ đấy. Dạ. Chia sẻ và chân thành, thấu hiểu. Nhưng đó. Em thì muốn người đàn ông, luôn cả em và cả người đàn ông, thì phải là tôn trọng hai bên. Cha mẹ, anh em, mình đều tôn trọng. Rồi tương lai hai bạn tính là kết hôn xong, nếu mà hai bạn tiến cảm ở mắt nhau, cảm nhận về nhau trong lúc này, để xem gương mặt đó có hợp với mình hay không, để xem ánh mắt đó có làm mình nhớ, mình thương, có làm mình mong, mình đợi hay không. Thử xem ánh mắt đó nó có nằm vào suy nghĩ của mình hay không. Hát tặng mỗi người một câu riêng.
cứ đứng như thế hát cho nhau nghe đi. Đến với chương trình thì em xin gửi tặng tới em rồi tất cả quý vị khán giả rồi chú Quỳnh Linh rồi chị Ngọc Lam một đoạn của bài hát. Quan trọng là nhìn bạn ấy hát. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá, tiếng ngọc ngào nào đúng đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng đổ hẹn hò nhau tình quê hai lối. Mùi mà non hương tóc em có cơn gió chiều, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Nguyên nắm tay Nguyên. Nhà gái chúng ta đáp lại nhà trai một bài hát nào. Dạ, mình làm trong cái môi trường hát hò suốt ngày đó. Dạ nhưng mà em tự tin lên nào. Không sao, có anh đây rồi. Trời ơi, nghe không, tự tin lên em, không sao, có anh đây rồi. Em đọc thơ được không ạ? À, đọc thơ cũng được. Nếu một mai anh là bác sĩ, em sẽ là người bệnh đầu tiên. Bệnh của em không chữa bằng khoa học, bệnh của em chữa bằng nhịp đập con tim. Tự nè, tự nhìn thẳng vào đáy mắt của Ti, tự nói gì đi, nói hết những cái gì mình suy nghĩ về bạn ấy đi tự. Có thể anh có thể không mang cho em những sắp tới ấy, có thể anh không mang cho em những giàu sang vinh hoa phú quý, nhưng anh tin đến với anh sẽ là một bến đỗ hạnh phúc và an toàn và bình an. Đối với em, giàu sang nghèo giàu không quan trọng, quan trọng là mình phải biết nắm giữ tình yêu đó, biết gìn giữ, biết tôn trọng, không lăng nhăng, không bay bớm, phải đối xử tốt với người mình thương. Và... đã không lăng nhăng thì chắc là anh có. không lăng nhăng là ý là không lăng nhăng, đúng là không có nhăng. Đúng rồi. Ta nói đúng rồi. Còn nó bậy nữa. Đang nói rất hay luôn đó. Vẫn có nữa. Được rồi đó. Rồi, hai đứa mình chỉ đi. Chỗ nào. Tất cả những gì nãy giờ các bạn nói ai cũng nghe hết rồi. Tất cả những gì nãy giờ các bạn trao đổi các bạn cũng đã cảm nhận rồi. Không biết đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Không có gì là không thể, chỉ có điều là chúng ta chưa yêu nhau hay là chúng ta đã yêu nhau thôi. Quan trọng nhất là trái tim các bạn có rung động với đối tượng trước mặt các bạn hay không thôi. Nếu rung động, chúng ta bấm nút. Nếu không, không cần bấm. Nhường nút bấm nó cho nhiều người khác. Mà khi đã bấm, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm ra nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ có bấm. Có bấm. Em có bấm không? Dạ có. Cô gái bấm nhẹ quá. Bấm nhẹ quá. Giật mình. Rồi. Hết hồn không? Lại thấy cô gái cái đèn vẫn còn xanh, em có hết hồn không? Cảm thấy hơi hụt hẫng nữa. Có bấm mà bấm nhẹ quá. Dạ. Nào nắm tay nhau đi. Trời nắm rồi. Nắm vậy nè. Đó. Có mẹ nè. Nói với mẹ gì đi. Mẹ ơi con cho phép tụi con kết hôn, ý là làm quen nhau, hiểu nhau.